Xin kính chào quý vị khán giả. Hải Yến rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin nóng vừa được cập nhật trên kênh YouTube Diễn đàn Doanh nghiệp TV. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Thị trường hàng hóa Tết đã chính thức vào cuộc đua quyết liệt. Khảo sát cho thấy giá cả các mặt hàng đặc biệt phục vụ ngày Tết không biến động nhiều, thậm chí một số mặt hàng bánh mứt, thịt heo giá còn thấp hơn so với cùng thời điểm năm ngoái. Hiện chỉ còn vài ngày nữa là đến Tết Nguyên đán 2024, nhưng sức mua eo uột khiến nỗi lo thêm nặng nề. Lãnh đạo một hệ thống siêu thị lớn chia sẻ, hàng ế ẩm lắm, sức mua giảm mạnh so với Tết năm ngoái. Hiện bước vào cao điểm mua sắm Tết, nhưng vị lãnh đạo này thừa nhận sức mua chỉ nhỉnh hơn ngày thường và còn kém xa so với kỳ vọng tăng 20-30% mà doanh nghiệp tính toán trước đó. Ngay cả những mặt hàng cơ bản cho Tết như bánh kẹo, bia rượu, thực phẩm, lượng tiêu thụ những ngày này cũng chỉ tăng đến 10% so với ngày thường. Năm nay kinh tế khó khăn, người dân có xu hướng thắt chặt hầu bao. Khi lên kế hoạch chuẩn bị hàng hóa Tết, doanh nghiệp khá dè dặt trữ hàng. Lượng hàng Tết năm nay dự trữ đều giảm so với những Tết trước đó. Song nguy cơ ế vẫn cao, dù đã đưa ra nhiều chương trình khuyến mãi để kích cầu mua sắm. Chị Chu Minh Phương, chuyên buôn bán các loại mứt trái cây tại Hai Bà Trưng, Hà Nội, thừa nhận đã giữa tháng chạp nhưng vẫn eo uột khách. Theo chị Phương, những mặt hàng mứt trái cây này của chị được nhập về bán sỉ theo cân, theo thùng hoặc đóng theo hộp để phục vụ nhu cầu mua làm quà biếu tặng Tết. Năm ngoái, chỉ riêng hộp mứt trái cây, tổng lượng hàng bán ra lên tới gần 2 vạn hộp, lượng mứt bán sỉ theo cân cũng tới 4-5 tấn. Năm nay, người dân thắt chặt chi tiêu, lượng hàng chị dự trữ để bán Tết chỉ bằng 2/3 so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, hàng vẫn ế nặng dù giá bán không tăng. Đến thời điểm này, tôi mới tiêu thụ hết 30% so với hàng tích trữ, dù Tết đã cận kề, chị Phương nói. Theo tính toán của chị, người dân chỉ tập trung mua sắm nhiều trong khoảng 10 ngày tới. Nếu hàng không tiêu thụ hết, thì vụ Tết này lỗ nặng. Để kích cầu mua sắm dịp Tết, các hệ thống siêu thị đồng loạt tung ra chương trình khuyến mãi giảm giá sâu từ 10-40% áp dụng với nhiều mặt hàng thiết yếu, thậm chí mặt hàng thịt lợn, sau khi khuyến mãi giá còn rẻ hơn cả ngoài chợ. Tại một số chợ bán lẻ truyền thống tại thành phố Hồ Chí Minh, tình hình kinh doanh thực phẩm cũng khá ế ẩm. Tại chợ Tân Định, quận 1, nhiều sạp đã đóng cửa nghỉ bán hoặc thông báo sang sạp. Khu vực bán thực phẩm hàng ngày có khách qua lại đông nhất, nhưng người mua thì thừa thớt. Chị Trang, tiểu thương bán thịt tại chợ này cho biết, hiện nay các quầy thịt xung quanh đã nghỉ gần hết rồi, còn vài sạp mà cũng bán rất chậm. Bình thường mọi năm khách mua rất đông, nhưng thời điểm này gần Tết, quá trưa rồi mà thịt vẫn còn khá nhiều. Tại các chợ Bà Triệu, quận Bình Thạnh, chợ Gò Vấp, quận Gò Vấp, chợ Đa Cao, quận 1, tình hình mua bán cuối năm cũng hết sức eo uột. Cô Nguyễn Thị Cúc, kinh doanh thịt heo hơn 20 năm nay tại chợ Đa Cao, than thở. Sắp Tết mà tình hình mua bán chậm lắm, mấy hôm nay giá thịt heo tăng lên, nhưng khách mua ít thì tăng giá lại càng khó bán. Với tình hình tiêu thụ thịt heo có phần chậm trong khi thời điểm giáp Tết đang đến gần, theo lý giải của lãnh đạo Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh, thịt heo vốn là nguồn thực phẩm phổ biến dùng trong các bếp ăn, hàng quán. Tuy nhiên thời gian qua, một bộ phận người lao động mất việc làm hoặc chuyển dịch về quê nên kênh mua hàng từ các bếp ăn tập thể, những người lao động sụt giảm. Ngoài ra hộ gia đình cũng giảm chi tiêu dẫn đến nguồn cung dư thừa. Để đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân trong dịp Tết, Hà Nội đã lên phương án dự trữ lượng hàng hóa trị giá lên tới 40.900 tỷ đồng, tăng 10% so với năm 2023. Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội, trong dịp Tết Nguyên đán, nhu cầu tiêu dùng thực phẩm của hơn 10 triệu người dân tăng khoảng 10-15%. Với nhu cầu tiêu thụ trên, khả năng tự sản xuất, cung ứng các sản phẩm nông lâm thủy sản của Hà Nội cơ bản đáp ứng đối với hai nhóm sản phẩm thịt gia cầm, trứng gia cầm. Đối với các nông sản thực phẩm khác, khả năng tự đáp ứng đạt khoảng 20-70%. Tại buổi làm việc với ngành công thương về cung ứng hàng Tết, đại diện WinCommerce, đơn vị sở hữu chuỗi siêu thị WinMart, WinMart Cộng, nhận định tháng cận Tết, nhu cầu mua sắm tăng khoảng 20% so với các tháng khác trong năm. Theo đó, doanh nghiệp đã lên phương án cung ứng hàng hóa 2-3 tháng trước Tết, đồng thời thu mua hàng hóa các tỉnh, địa phương để chuẩn bị cho dịp Tết, chú trọng các mặt hàng trọng tâm như rau củ quả, thịt, trứng, cá. Hiện nguồn cung lương thực thực phẩm dồi dào, giá cả không biến động lớn. Kỳ vọng sức mua tăng 50%, bà Nguyễn Thị Kim Dung, đại diện Sài Gòn Co-op cũng cho biết doanh nghiệp đã dự trữ nguồn hàng hóa thiết yếu phục vụ trước và sau Tết Nguyên đán với tổng giá trị lên đến 10.000 tỷ đồng, tăng từ 20-50% tùy theo nhóm hàng so với các tháng trong năm. Bên cạnh đó, công ty cổ phần bánh mứt kẹo Hà Nội, BRG Mart, Bixi chia sẻ, lượng dự trữ hàng hóa thực phẩm của doanh nghiệp tăng 2,5 lần so với những tháng trong năm, bởi các doanh nghiệp kỳ vọng sức mua sẽ tăng 20-40% so với ngày thường.
Còn với siêu thị Big C Thăng Long, năm nay siêu thị này cũng triển khai chương trình khuyến mại, giảm giá ngày cuối tuần. Khóa giá 10.000 sản phẩm trong giai đoạn 45 ngày Tết, từ ngày 28 tháng 12 đến hết ngày 9 tháng 2, cùng với các chương trình khuyến mại khác. Cùng với bán hàng trực tiếp, Big C cũng đẩy mạnh bán hàng online, dự kiến kênh bán hàng này tăng trưởng khoảng 40%. Để đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn, ngành công thương Hà Nội đã lên phương án dự trữ lượng hàng hóa trị giá 40.900 tỷ đồng, tăng 10% so với Tết năm 2023. Trong đó ưu tiên hàng Việt Nam và đặc sản vùng miền. Cụ thể, thành phố Hà Nội dự trữ 58.500 tấn thịt lợn, 292.000 tấn gạo, 19.500 tấn gia cầm, 16.200 tấn thịt bò, 390 triệu quả trứng, 325.500 tấn rau củ, 16.260 tấn thủy sản, 16.260 tấn thực phẩm chế biến, 1.500 tấn bánh kẹo. Tại thành phố Hồ Chí Minh có 45 doanh nghiệp tham gia cung ứng, phân phối các mặt hàng lương thực thực phẩm thiết yếu phục vụ Tết Nguyên đán và là đầu mối của nhiều chuỗi cung ứng hàng hóa từ sản xuất đến lưu thông, phân phối. Các doanh nghiệp này chuẩn bị hơn 22.000 tỷ đồng, trong đó hàng bình ổn chiếm 8.500 tỷ đồng. Ngoài ra, tại 3 chợ đầu mối và 221 chợ truyền thống trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, dự kiến thời điểm cận Tết, lượng hàng nhập về chợ tăng khoảng 80% so với ngày thường, lên đến 13.000 đến 15.000 tấn một ngày. Theo Bộ Công Thương, dự kiến sức mua hàng dịp Tết Nguyên đán 2024 có thể tăng trên 10% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, khó có thể xảy ra biến động mạnh về giá trong thời điểm này, nhằm đảm bảo tính ổn định và an ninh thực phẩm cho người dân. Để đảm bảo sự ổn định và an ninh thực phẩm trong dịp Tết, các địa phương lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Ninh Thuận đã thực hiện kế hoạch chi tiết. Đặc biệt, họ đã định hướng cho các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh và phân phối hàng hóa trên địa bàn để giúp họ chuẩn bị nguồn cung hàng hóa đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân. Điều này bao gồm việc tổ chức các điểm bán hàng cố định và lưu động, kết hợp với các chương trình đưa hàng Việt về nông thôn và các chương trình bình ổn thị trường. Mục tiêu là đảm bảo rằng hàng hóa sẽ đến tay người dân với giá cả ổn định, không gặp biến động lớn về giá. Các doanh nghiệp cũng đã tham gia tích cực vào quá trình chuẩn bị cho dịp Tết. Họ đã tăng lượng hàng dự trữ lên đến 10-20% so với cùng kỳ năm trước để đảm bảo nguồn cung đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của người dân. Nhiều doanh nghiệp đã thiết lập kế hoạch triển khai các chương trình khuyến mãi và giảm giá cho nhiều sản phẩm tiêu dùng thiết yếu, đặc biệt trong tháng gần Tết. Điều này giúp người dân có thêm sự lựa chọn và có thể mua sắm tiết kiệm hơn. Bên cạnh đó, Bộ Công Thương còn phối hợp chặt chẽ với các thành phố lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và các địa phương khác để đảm bảo có nguồn cung hàng hóa có rẻ hơn so với thị trường chung. Điều này giúp người dân tiết kiệm được từ 5 đến 10% khi mua sắm hàng hóa cho dịp Tết. Việc này sẽ giúp đảm bảo rằng người dân có thể đón một cái Tết ấm áp và hạnh phúc hơn, không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi tình hình kinh tế khó khăn. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Hải Yến rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị khán giả dành cho các chương trình trên kênh YouTube Diễn đàn Doanh nghiệp TV. Quý vị đừng quên nhấn chuông theo dõi kênh để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin cập nhật nào. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!